Chào toàn thể các bác làm thợ đánh cò vạc bằng keo nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu chi tiết cho các bác là về cái dòng keo đánh cò vạc loại A1. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết về dòng keo này, em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán này. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về keo đánh cò vạc hoặc là phụ kiện thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn về keo đánh cò vạc này thì nó sẽ có hai loại và đánh hai mùa cho anh em. Đấy, hiện tại thì anh em đang sử dụng về dòng keo A1. Thời điểm tiếp theo thì anh em sẽ sử dụng là cái dòng keo A2. Dòng keo A2 thì nó dẻo hơn, là anh em đánh đầu vụ tháng 3 và cuối vụ tháng 8 nhé. Đấy, còn keo này thì nó cứng hơn thì anh em đánh cái thời điểm hiện tại. Đấy, thời tiết nắng thì đánh keo này thì rất là yên tâm. Cái thứ nhất là nó sẽ không bị chảy, và cái thứ hai nữa là độ bám dính con cò con vạc khi dính keo rất là cao. Về keo này thì một thùng của nó là 19 cân. Nếu mà tính cả vỏ thùng thì là 20 cân trên một thùng nhé. Đấy, còn các bác mua sử dụng ấy thì bên cơ sở là sẽ gửi ít nhất là nửa kg. Còn ví dụ như là các bác đặt nhiều thì giá nó sẽ rẻ hơn. Keo này thì khi bóc ở thùng ra thì nó sẽ có màu trắng trong kiểu như thế này các bác này. Đó, kéo này, kéo lên này. Đó, độ bám dính rất là cao. Đấy, khi cắt cái này lên ấy thì thường thường keo ấy thì phải dấp nước vào tay thì nó không dính. Đó, đây này. Đấy, độ keo bám dính thì các bác yên tâm rồi. Rất là nhiều video em quay thực tế. Đấy, trắng trong. Đấy, hàng trắng trong nhé. Đấy. Còn khi mà các bác về sử dụng ấy thì mở lắp ra, sau khi nó gặp không khí thì nó sẽ ngả sang màu vàng. Đấy, nhưng không ảnh hưởng. Khi các bác bảo quản được ở trong nọ hoặc là que thẻ ấy, các bác bảo quản trực tiếp kỹ vào ấy, thì thường thường là sẽ đánh được là khoảng độ tầm 2 năm thì keo nó không hết độ dính. Còn ví dụ mà anh em đánh vạc mà đánh mô hoặc là anh em đánh ruộng bãi ấy, thì sẽ phơi nắng phơi mưa là được tầm khoảng 15 ngày là keo nó hết độ dính. Còn mới đánh thì anh em cứ yên tâm là keo khi con chim con cỏ nó đậu xuống thì độ bám dính của nó rất là cao. Đấy, thì hiện tại thì bây giờ chuẩn bị bước vào cái mùa đánh cò di cư của năm 2023 rồi ấy, thì bên cơ sở nhà em là đang bán keo đầu vụ cho các bác với số lượng cực kỳ là nhiều đấy các bác này. Với ngày nào phải cắt số lượng rất là nhiều. Còn hũ 1 cân của nó đây anh em. Đây, hũ 1 cân đây. 1 cân thì hũ nó sẽ như thế này này. Đó, còn hũ nửa cân thì nó nhỏ hơn. Đấy, thì thường thường bên cơ sở hoặc là các bác thợ đánh ấy, thì một vụ đánh thường thường hết tầm khoảng 2 lọ là đã được rất là nhiều cò rồi. Đấy, keo này thì đánh cò trắng, đánh vàng và đánh cò bợm. Đấy, nhiều nơi gọi cò mã ấy, thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ cho bên nhà em nhé, qua số điện thoại em để góc màn hình video ấy. Một video thì giới thiệu chi tiết về cái keo đánh cò cho các bác. Đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.